Kết quả rà soát mới đây cho thấy các tuyến đường do tỉnh Cà Mau quản lý đã xảy ra 5 điểm sụt lún trên tuyến Tắc Thủ, Vàm Đá Bạc và xuất hiện nhiều vết nứt nguy cơ sạt lở nguy hiểm trên tuyến Co Sáng, Tơi Năm, Đá Bạc. Riêng lộ giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hơn 900 vị trí sạt lở, sụt lún, chiều dài hơn 24.000m. Liên tiếp tại tuyến đê Đá Bạc xảy ra sụt lún nghiêm trọng, chiều dài mặt đê gần 200m, độ sâu từ 1,8 đến 2m, khoan đào cách chân đê khoảng 18m xuất hiện bùng trồi lên. Thì bây giờ đó là chỉ đạo tuyên truyền cho người dân hiểu, muốn thông cảm nó đang diễn ra như thế đó. Do khô hạn như thế thì sụt lún hư hỏng các công trình của nhà nước, của nhân dân. Để mà cảnh báo cho người dân và tất cả những cái vùng này người ta biết, đề phòng. Những cái công trình, những cái nhà dân mà sát các mé kinh mà hiện nay nó khô đó thì nguy cơ là sẽ sụp lún đổ bất cứ lúc nào. Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào ngày 26 tháng 2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chủ động đề xuất nhiều phương án ứng phó như xử lý cục bộ đối với các công trình lớn như đường trục đê biển Tây bằng biện pháp cô lập, dẫn dòng đưa nước mặn vào những đoạn kênh liên quan đến công trình hoặc san lấp cát đất, nâng cao trình đáy đoạn sông rạch để tạo phản áp chống sụt lún. Tuy nhiên, biện pháp đưa nước mặn vào vùng ngọt hóa để ngăn sạt lở đang được địa phương cân nhắc kỹ về tính hiệu quả trước mắt và lâu dài. Dù sao thì chúng ta cũng phải đảm bảo cái yêu cầu cái đê này, trên hết là phải an toàn. Phải đi. Thế thì chắc chắn chúng ta không thể làm khác, đấy là cái việc thăm dò chủ yếu của khoản đánh giá cái địa chất là ngay cái khu vực chắc là không làm thế được, nhưng chỉ cần phải nói thì không này phải đánh giá được thì mới khắc phục được lâu dài. Theo dự báo, mùa khô 2019-2020 bắt đầu từ tháng 11 năm 2019, có thể kéo dài đến tháng 5, thậm chí tới tháng 6 năm 2020. Do vậy, Cà Mau đang rất cần các bộ ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu tìm biện pháp ứng phó hữu hiệu với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn để dùng ngọt hóa bán đảo Cà Mau thích ứng hơn với biến đổi khí hậu.